Đấy. Xin chào các bạn nhá. Này có món cá lươn, thịt lươn. Đấy. Cá lươn, cá sộp lươn. Thịt lươn. Su hào xào ăn với rau sống. Mời mọi người ăn cùng gia đình nhá. Lạnh lẽo quá. Thịt lướng. Này mà không lấy tương ớt mà chấm. Nên đưa đầu. Thánh như sao? Rồi. Ê. Nhông tới. Làm sao? Rắn thì ngứa. Cá lươn. Giờ lại nó hay lạnh nó hay nó không được nóng ấy, nhanh nguội. Ướp gia vị ở trong bụng. Cơm nào? Cơm nào? Cô nào? Ba. Ăn rồi à? Cơm ra quay được. Kê. Cơm quay được hai nhà. Ba nhà. Hết rồi, bắt xong lấy đâu mà. Mua một ít thôi.